xa xa thì tài xế đang cắt cái lằn giữa nha các bạn. Nãy chẻ ra cắt được một lam rồi, giờ là đang cắt cặp cái đường này nè. Cái lằn này là lằn đường mương nha các bạn ơi. Mương này để đưa nước vô tưới tiêu cho ruộng nè. Coi nó lúng lầy như thế nào nha các bạn. Rồi bao lúa rồi các bạn thấy không? Đụng đất luôn nè. Lần máy cắt chà bá lửa luôn rồi kìa. Chung là trong máy giặt lung nó dễ lúng lắm nha các bạn. Tài xế này cứng cựa các bạn ơi, rất là lão liền. Ồ trời, bao thêm này kìa. Thấy bao thêm các bạn ơi, đất này lúa nó ok quá nè. Máy cắt nó bị ngợp nữa rồi các bạn. Nó chạy đâu? Rồi chạy rồi. Bị sao ta? Rồi ngạn rồi. Đó. Tài xế quá dữ rồi. Anh em cụ lúa đang chờ máy cắt tới để mà sang lúa nè các bạn ơi. Ở miền Tây mình thấy vậy chứ có nhiều tay cao thủ lái máy cắt lắm nha các bạn. Mỗi người có một cái nết lái riêng biệt, hoặc có những cái sở trường. Chung là mỗi người có tuyệt chiêu để cắt đó các bạn. Người ta có cái kinh nghiệm khi người ta cắt lúa các bạn ơi. Hay lắm. Ta nhìn đất người ta biết nó lúng hay là không lúng luôn. Bác này cứng tuổi rồi, lái rất là đêm luôn mấy bạn thấy không.
sẽ tiếp tục là lái máy lại cặp cái giạc lúa đó để mà sang lúa ra nha các bạn ơi. Hình thành là mình thấy chiếc máy cắt nó đang cắt rất là nhiều lúa rồi, cần phải sang bớt để nhẹ máy, nên anh em mình đón trước nè. Bây giờ là tài xế đang cắt qua các bạn, cắt dưới bờ dừa. Nhóc quá trời này. Hai bao, ba bao, bốn bao à, cũng không có nhiều lắm. Máy màu lá năm là cả chục bao luôn các bạn. Tài xế ghé lại để kiểm tra máy móc nữa các bạn ơi, chắc trục trặc về kỹ thuật rồi. Chè nó ở trong lúa rất là nhiều nữa các bạn. Nó nhiều lắm, nhiều khi mình không có bắt ăn các bạn. Nhóc ở trên. Mấy cái lần máy cắt nước nước gì nè. Khi mà máy cắt nó cắt xong á, mấy bạn đi theo những cái lằn này là mấy bạn bắt rất là nhiều cá. Nhưng mà đặc biệt là nó mới cắt khoảng 5-10 phút á, thì cá nó nổi liền nha. Nếu mà mấy bạn để lâu á, thì mấy bạn bắt ít có gặp nó lắm. Mình không biết sao nữa. Có thể là nó đi chỗ khác không chừng. Ví dụ như mấy bạn thấy lóc đó, thì mấy bạn lại mấy bạn bắt thì có. Còn mấy bạn để gì nè, lâu lâu mấy bạn lại mấy bạn mò hoặc là mấy bạn tát thì mới mai ra mới dính không à. Này cá còn nhiều lắm các bạn ơi.